liên quan đến vụ sạt lở đất ven bờ sông Vàm Nao tại xã Mỹ Hội Đông, huyện Trợ Mới, tỉnh An Giang. Hiện khu vực sạt lở vẫn có chiều hướng diễn biến phức tạp. Đã có 107 hộ dân sống gần khu vực sạt lở phải di rời để đảm bảo an toàn. Phạm vi ảnh hưởng dọc theo bờ sông Vàm Nao là 380 mét. Đặc biệt có 615 em học sinh tại trường tiểu học A Mỹ Hội Đông chưa thể đi học vì trường thuộc khu vực sạt lở. Trường tiểu học A Mỹ Hội Đông Trước cổng trường là con đường liên xã cách nơi sạt lở chỉ 50 mét. Tại điểm sạt lở, hố sụt quét sâu vào gần hết mặt đường khiến giao thông bị ngưng trệ. Không còn đường đến trường nên tạm thời 615 học sinh đang theo học tại điểm chính của trường đã phải nghỉ học. Cảnh báo cái xâm lấn vô trong cái cái đất liền đó là 15 mét thì nó nó dướng cái trường tiểu học trước mắt tạm ngừng dạy học cái trường này lâu dài thấy cái 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 các điều kiện được thì mới mới cho phép. Do thời điểm kỳ thi học kỳ sắp diễn ra nên việc sắp xếp cho học sinh sớm đi học trở lại là ưu tiên hàng đầu. Hiện tại giáo viên và người dân xã Mỹ Hội Đông đang tích cực đổ bê tông, hoàn thiện con đường dẫn từ khu dân cư vào cổng phụ sau trường nhằm sớm đưa học sinh trở lại học bình thường. Chúng tôi sẽ đang đang tiến hành mở cái đường phụ ở phía sau trường nói liền với cái khu dân cư của ấp Mỹ Hội. Thì cái đường này là hiện giờ Ủy ban nhân dân xã đang tiến hành tổ chức làm đường để tạo cái điều kiện đi lại của bà con nhân dân trong xã, trong đó có học sinh, giáo viên và phụ huynh học sinh. Theo thông báo của nhà trường, dự kiến ngày 26 tháng 4, 615 học sinh đang bị ảnh hưởng bởi vụ sạt lở sẽ trở lại học bình thường với số phòng học bị thu hẹp còn 12 phòng. Trung tâm quan trắc thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang cho biết, hiện khu vực sạt lở đã lan rộng, xuất hiện một hố xoáy dài 380 m, ngang 120 m, độ sâu 42 m, do đó khả năng sạt lở vẫn tiếp tục xảy ra. Ngoài 107 hộ dân, có một nhà máy trong khu vực diễn ra sạt lở đã được di rời người và tài sản đến nơi an toàn. Hiện địa phương đã hỗ trợ những hộ gia đình có nhà bị sạt lở, số tiền 78 triệu đồng, kèm theo lương thực thực phẩm với tổng giá trị lên đến 180 triệu đồng.